Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với series mới nhất của mình, Minecraft Vua Đầu Bếp. Nhưng mà nếu các bạn để ý kỹ, chúng ta không chỉ ăn những cái món tầm thường như là ghẹ hoàng đế Alaska. Nói vậy thôi chứ ngoài đời mình cũng không đủ tiền để mua những món đó, rất là đắt luôn á, 3 triệu một ký. Nhưng mà ở trong này chúng ta không chỉ nấu những bánh ngọt, bánh quy hay là cháo mà chúng ta có thể nấu được cả Pokemon. Alright, thì chúng ta vẫn là TQ hầu gái. Oh my god các bạn à, bây giờ mình mới nhìn đằng sau quá nè, nó có bị cái đuôi luôn á, mình cứ tưởng là nó khỏa thân ở đằng sau hay gì đó. Oh my god. Các bạn thấy vậy mà các bạn không để cho mình một like, một share, subscribe là các bạn đang phạm tội đó. Còn những con sinh vật này là con gì đây? Con đây là con Dupider. Con này có thiệt không ta? Mình nhớ hồi xưa mình coi Pokemon á là nó sẽ có những con phổ biến như là Pikachu nè. Bên trong nó có đúng 3 tế bào não các bạn ơi. Hèn chi ngu thiệt sự. Tôi tự hỏi là tụi nó có vị gì ta? Hồi xưa các bạn có giống như mình không? Bà Pokemon nhưng mà thay vì kiểu chơi bình thường thì chúng ta sẽ chơi trò dứt hình đó. Có nghĩa là lá bài này nó sẽ đè vào cái mặt sau của lá bài kia thì chúng ta sẽ thắng. Alright, vậy thì chúng ta sẽ mở bản nhiệm vụ đây. Đây là nhật ký chúng ta nè. Như bạn thấy thì chúng ta có một đống Pokemon để thu thập. Đây là Pokemon hệ tiên nè, hệ bò nè, hệ kim loại. Có Pikachu dễ thương nha. Trời. Ngoài ra chúng ta còn có thêm nhiệm vụ nấu đồ ăn nữa. Nấu con thỏ. Oh my god, mình không thể nấu con thỏ được các bạn ơi. Nhìn nó dễ thương quá. Kiểu như bên vai trái của mình, thiên thần nói rằng những sinh vật này cũng có gia đình, chị em. Còn bên trái thì mình kiểu tôi tự hỏi rằng là chị em của nó có vị giống nó không ta. Oh my god, cái con rắn gì nè. Oh, nhìn giống kiểu như là cua Nhật Bản hay gì á. Hôm bữa mình nhớ Nhật Bản có đổ chất phóng xạ ra biển á. Chắc là con này nó bị lây đúng không? Nhìn ngầu phết, có cái sừng nữa kìa. Mình biết là ở trong tự nhiên nó có một cái con gọi là con tôm bọ cạp á. Ủa có đâu, tôm bọ ngựa chứ, đúng không? Nó có đấm đấm mạnh nhất thế giới á. Ở một thời điểm nhỏ là cái đấm đấm của nó nóng như là mặt trời vậy đó mọi người. Con này mà chắc mát xa lưng cho mình đã lắm. Kiểu cảm giác như là đang ở trên thiên đường vậy đó. Tại vì mình sẽ chết. Rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm là đất này đó. Cái đất này là đất siêu giàu dinh dưỡng luôn, không phải đất thường đâu. Alright. Oh, chú voi con ở bàn đông, chưa có nhà nên còn dễ thương. Cứng quá à. Mình tự hỏi là thịt nó việc có vị như thế nào. Mình biết là các bạn chuẩn bị đi báo công an rồi, beta hiệp hội bây giờ động vật cái thứ mà đúng không? Tên mình không có mất đạo đức như vậy. Ê, con này nhìn ngon quá à. Trước tiên mà chúng ta thu thập những cái Pokemon á, mình phải kiếm một cái nơi để mình làm một khu vườn cái đã, đúng không? Trang trại của Lois Trần. Ô, cái hạt này là trồng vào mùa hè, mùa thu 100% tốc độ, nhưng mà vào mùa đông á chúng ta sẽ không trồng được nữa. Ồ, ok, cái này là không chịu lạnh được hả? Mình thích mùa lạnh lắm nha, các bạn sao? Tại vì mùa lạnh các bạn có thể chùm mình trong chăn rồi các bạn ngủ rất là ấm. Còn mùa nóng thì các bạn cởi đồ, cởi chuồng ra nó cũng không hết nóng được. Nó kỳ như vậy đó. Oh my god. Mỗi con gà này mà nhìn... Được phải con gà không ta? Làm cho con gà nào mỏ nhọn vậy? Các bạn nhìn cái mũi nó kìa. Cái mũi nó đủ dài để có thể đi một vòng trái đất luôn á. Oh, ngựa văn à. Oh my god. Ở trong tự nhiên á mọi người, là con ngựa văn là cái con khó thần hóa nhất. Tại vì nó rất là bố láo. Nó không chịu đi theo bầy. Ồ, còn con ngựa bình thường thì rất là dễ ha. Chúng ta cưỡi được nó, chứ con này các bạn cưỡi được nó là các bạn phải thuộc dạng sư phụ cái thứ đồ. Alright, trước tiên thì chúng ta sẽ chọn được con Pokemon. Oh my god. đây là cái con gì mà nó giống con rùa, nhưng mà trên lưng nó sẽ có một cái búp măng á. Nhìn rất là ngon. Charmander. Oh my god. Oh my god, con này phải là con này. Quá là dễ thương. Quá là dễ thương các bạn à. Con mèo lá. Giờ mình sẽ cho con Pokemon này đánh nhau với con lợn. Ồ, quên, con lợn nó phải là Pokemon đâu. Ôi, cái lợn như này nó có tai kìa mọi người. Oh my god, nó có tai kìa. Cứng quá à. Sao mà mọi thứ trong này đều dễ thương vậy? Ngoại trừ mình. Đâu mình dễ thương chứ bộ, các bạn dưỡng hoài. Nhìn nè. Nghĩ sao chó mặc đồ hộ gái là cái thứ tuyệt vời nhất từng được sáng tạo ra. Mà tôi nghĩ cái thằng cha tạo ra cái skin này nên đi tù. Có nghĩa là chúng ta có cuốn nhật ký á mọi người. Tất cả những cái thứ mà chúng ta có được, ăn được hay là làm được nó sẽ lưu ở trong này hết á. Rất là tiện lợi hen. Sau này kể cho con cháu đồ, đúng không? Ô, con này có level 7 nè. Để mình đấu nó thử coi. Okay. Alright. Bây giờ là lượt mình sẽ đánh với nó. Mình sẽ chơi cú cào nguy hiểm. Sao nghe nó không có nguy hiểm như trời vậy? Nghe rất là hèn luôn á. Thôi cắn nó đi. Cắn nó. Trời ơi, trời tối mới tới gọi quýnh lẹ coi tôi buồn ngủ à. Sắp tới giờ ngủ của tôi rồi. Nè, cắn cái nữa rồi. Mày chết. Yes. Và chúng ta... Và chúng ta có cái đuôi gà. Oh my god. Các bạn ơi, mình thật sự phải ăn Pokemon các bạn ơi. Ồ, ở đây có cái công trình cái giếng này mọi người. Để mình qua mình thăm thử coi. Hồi xưa người ta bảo té giếng bị khùng á, mà mình bị khùng sẵn rồi chứ không sao đâu. Nên mình làm cái cúp cái này.
cấp gì cũng được, chứ đừng cấp học nha mọi người. Không là các bạn phải ngồi đây quay video giống mình đó. Đáng lẽ mình phải làm tiến sư giáo sĩ gì đó. Tiến sĩ giáo sư. Yeah, thêm một lý do nữa mà bạn không nên cấp học, bạn sẽ bị lộn như tôi. Oh, cái con gì đây? Có Pokemon gì? Oh my god. Sao cái thứ gì nó cũng dễ thương ấy vậy? Cái mắt phải sáng nữa chứ. Sẽ thật là tệ nó như ai đó làm gì đó với nó. Mình tự hỏi thịt nó như thế nào. Trời ơi, con dơ một mắt kìa. Mà mắt hình trái tim nữa chứ, ai mà nỡ quýnh nhau. Thật sự, trong này mọi thứ nó được thiết kế dễ thương lắm các bạn à. Ngồi chờ cái thằng chó đó. Oh no. Mình không muốn ăn thịt gà sống đâu. Oh, đâu thế? Cứu à, hãy cứu tao. À, nhìn đi vô chi quá. Tao đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra? Cái con koala này trời ơi. Sao mà nó ôm khúc gỗ nó ngủ kìa. Mẹ mày đâu rồi? Sao để qua mẹ đây vậy? Tao không có thể lo bản thân mình được, sao mà nuôi con được hả? Sao đi mọi người? Mình nó nhận nuôi đó không? Nếu như video này được 1000 like mình sẽ nhốt ở tầng hầm và nuôi nó. Ồ các bạn, chắc đây là họ hàng của con rắn hồi chiều mình giết nè. Tao nói như một điều á, là thịt em mày rất là ngon. Nhìn nó có vẻ không vui lắm. Rồi không nói. Ánh sáng. Oh god. Trời ơi, cảm giác ấm cúng này. Cảm giác như mình đang ở nhà vậy đó. Mà đúng thật là mình đang ở nhà. Mà mình nghĩ rằng mình ở nhà quá lâu rồi đó. Mình phải ra ngồi nói chuyện nhiều hơn, chứ không mình sẽ tự kỷ nói chuyện một mình giống như bây giờ. Chào mừng các bạn quay trở lại với buổi review. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn một cái thứ mà không ai dám ăn, đó chính là thịt Pokemon. Không luật lệ cấm ăn Pokemon, nhưng mà người ta vì tiêu chuẩn đạo đức người ta không dám ăn. Nhưng mà tôi, một kẻ không có tiêu chuẩn đạo đức, đi vào nhà không cởi dép, đi học luôn trễ 15 phút, tôi sẽ ăn thịt Pokemon ngay bây giờ. Làm một các bạn chế tạo. Sau đó làm một cái lò. Sau đó bỏ con Pokemon vô. Yes. Ý của mình là cái vị nó giống rất giống thịt gà ha. Mình thấy là những con như thằng lằn nè, cá sấu nè, nói chung là con gì mà kiểu gần giống bò sát á, ăn có vị rất giống thịt gà luôn á. Mình cho nó khoảng 6 điểm đi. Và còn độ dai thì mình thấy là dai hơn gà bình thường ha. Cho 3 điểm thôi. Ăn mà dính răng muốn chết. Thay vì dùng tâm, phải dùng cái máy khoan mới ra được. Còn nãy chờ sáng rồi mọi người. Bình minh đến cho muôn nhà. Mình thấy các bạn hay than phiền á. Anh TQ ấy, anh làm video có 10 phút à, con không đẩy gì hết trơn á. Nên là kể từ ngày hôm nay mình sẽ làm video nửa tiếng một tập nha. Và mình sẽ cố gắng ra mỗi ngày hoặc là 2 ngày một tập. Nên là các bạn nhớ like, share, subscribe để theo dõi và ủng hộ mình nha. Ôi, ánh nắng mặt trời của ngày đầu tiên. Thật ấm áp làm sao. Ấm áp như lòng mẹ. Ánh dương. Lấy cái đuốc rồi. Tôi sợ bóng tối lắm mọi người. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ lén làm xong cái trang trại liền nha. Còn nhiệm vụ thì chúng ta sẽ làm sau. Chúng ta cần một cái nơi bảo vệ bản thân mình cái đã. Tao muốn nói rằng là thịt của em họ của mày rất là ngon nha. Tao sẽ quay lại lần sau. Ồ, cái con gà hai đầu nè. Hồi xưa mình gọi đây là gà gì ta? Gà kiwi á. Tại vì nó giống như trái kiwi vậy đó. Cái gì đây? Đây là... Nhìn như cái nến á. Cái này là quả gì ạ? Ủa? Cái này trái dứa hả? cái này quả dứa kìa mọi người. Cái này là không ăn được ha. Phải cho Pokemon ăn. Ok. Wow. Mình nghĩ rằng là có một vài người rất là khó bắt chuyện á. Để thôi để cho họ yên đi. Người hướng nội mà. Còn cái đây là con sự vật gì đây? Cũng cưng quá à. Thứ gì cũng dễ thương vậy hả? Sao mình nỡ ăn được? Còn cái này cái gì đây mình nhìn không ra luôn á. Đây là con rắn sa mạc. Đây là cái đầu này mọi người. Nó đang ngủ. Trời ơi, các bạn nhìn đôi mắt kìa. Đôi mắt nó một đường ngang kiểu giống người châu Á. Alright, các bạn biết gì không? Mình là một fan lớn của biển. Quê của mình ở Nha Trang á. Nên là mình nghĩ rằng mình sẽ xây trang trại ở đây ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng số gỗ còn lại. Từ từ đặt cái bàn chế tạo ra cái đã. Nè, đặt cái lò ra nè, đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đặt cái bàn chế tạo ra. Mình sẽ làm một cái cúp đi. Sau đó mình sẽ làm một cái rìu bằng đá, đúng không? Lấy gỗ xây nhà. Nhưng mà mình đố mọi người, cho mình kiếm đồ ăn thôi. Ta xin lỗi. Con này mạnh hơn con lần trước á. Úi. Không, mình nghĩ mình mạnh hơn, không sao. Cắn lần nữa. Mình sẽ spam một chiêu thôi. Mày chơi phun nước miếng này dơ quá. Chiêu này chiêu gì đây? Cái này nó cào. Đúng rồi. Thầy biết là Super Saiyan mày giết nó. Oh no, cái mình thua thiệt á mọi người ơi.
nó còn 20. Nó còn 20. Mình nghĩ là mình sẽ bắt được. No, đừng chết. Không được. Mình sẽ bắt nó. Giờ sao đây? Con này nó chỉ còn có 6 máu thôi. Còn con này thì nó còn 20 máu. Mình không biết là cái phát cuối mình có đánh được hay không. Nhưng mà mình cũng không có cái bóng Pokemon để bắt nó. Cầu mong là cho con thắng cái con quỷ này đi. Yes. Nhưng mà nó không có thịt. Hồi nãy mình gặp cái phiên bản thiểu năng của nó chỉ có 2 đầu thôi. Con này level 32. Bây giờ mình vừa đánh nó là nó sẽ mổ mình như thóc vậy đó. Nói chung là kiếm một cái giường êm ấm vượt qua đêm nay thôi. Quả dưa hấu màu đỏ. Mình tự hỏi là chúng ta sẽ ăn thịt con này được không ta? What the hell? Mình không biết nói gì về cái sinh nhật này mọi người à. Các bạn. Trời ơi, 4 cái giò xịt nước tôi. Nói chung là các bạn hãy quên chuyện gì mới xảy ra đi, không? Chứ giả vờ chúng ta chưa từng thấy nó. Cái thứ bán bổ thần thánh gì đây. Thiệt sự. Tôi nhìn mà tôi đau con mắt luôn á. Ê, cha berry kìa. Ngon quá à. Mình muốn ăn chay với các bạn ơi. Ủa đâu, cái này là cái hạt thông mà. Hạt thông màu xanh hả? Mày dám cắn tao. Mặc dù tao đánh mày trước nhưng mà mày phải trả giá. Mày đuổi lén nó coi. Ôi, hụt mày. Mày sẽ trên xuống lưng nó mình đánh á. Mày Bố lão. Ngon nhào vô, mày ngon mày nhào vô. Ủa đó thịt gì hả? Một con gà. Tuyệt. Ồ, mình có thể chừa như con rắn nè. Cứng quá. Hello em họ, lâu quá không gặp. Sao nhìn mặt mày nghi ngờ quá vậy? Tao hoàn toàn là một con rắn mà. Tao tiếng hóa chưa hết nên là tao còn dư mấy cái chân thôi. Trời, sắp tối nữa rồi. Để lên xem một cái nhà tạm bợ đi, chứ không là chết đó. Mỏi chân quá à. Ok, xong rồi. Mình nghĩ là đủ để xem một cái nhà tạm bợ đó. Nhưng mà mình nghĩ sau này mình sẽ xây thêm những cái nhà trên cây nữa. Wow, đây là bình minh các bạn ơi. Đâu, hoàng hôn chứ. Nhưng mà tao không gay, hoàng đừng có hôn tao. Oh god. Các bạn phải đứng ngắm cảnh với mình chứ, đẹp quá mọi người. Đây là những cái phong cảnh mà kiểu như nếu như ai đó bên cạnh mình thì mình sẽ hôn người ta luôn ngay lập tức luôn, nó quá là lãng mạn. Đầu tiên cắm một ít đuốc xung quanh để cho khỏi có quái vật. Sợ mấy con creeper lắm. Alright. Du. Ok, mình biết rồi, nhà mình xấu. Trời ơi, cái con này nó xấu hơn nhà của mình nữa. Nói chung là có cái tường cái đã, hiểu không? Bảo vệ bên trong. Ồ, vừa khít luôn. Tuyệt. Sau đó làm cái cửa thôi. Vô nhà, lại lên. Tối rồi, nguy hiểm lắm mấy con. 9 giờ tối trở đi là không được ra ngoài nha chưa? Đó. Chào mừng, tôi là TQ. Chủ ngôi nhà không có nóc, tại vì tôi không có bồ. Ôi, wow. Mình cấm đi chơi xong rồi, cái nó trèo tường ra ngoài nó chơi luôn. Chim à. Mẹ biết là mẹ có thể tin tưởng con mà. Đừng có như cái thằng con hoang hồi nãy. Lì lợm, đã bảo là tối khuya rồi, nguy hiểm lắm, thấy không? Có zombie cái thứ đồ. Bộ láo. Rồi chỗ khác rồi. Rồi chỗ khác. Bộ láo. Rồi rớt là cái gì kìa? Cái gì đây? Rớt cả não luôn hả? Rớt não là có thiệt. Đi ra chỗ khác. Đừng làm. Đúng rồi, rắn, cắn nó rắn. Mày là nỗi thất vọng của gia đình. Mình có một đôi giày Nike nè. Tôi là đại sứ thương hiệu cho Nike nha. Quá đẹp trai. Ôi, mình chạy nhanh thế. Coi nè. Giống như Usain Bolt vậy đó. Kiểu này là phải cái lục thế giới chắc luôn. Ôi mọi người, mình có cái ngày vui đó này mọi người. Để mà làm bánh á, chúng ta sẽ cần có men đúng không? Mà men này chúng ta sẽ dùng nước nè đúng không? Đường nè, với nấm nè. Đó, sau đó chúng bỏ vào cái máy xay ra và tạo ra cái bột. Rồi lấy bột đi nấu. Sẽ có bánh. Oh my god, quá nhiều thứ để làm đúng không mọi người? Hello. Gì đây? Sao mày đi vệ sinh mà mày không chùi mông? Ui, creeper hả? Trời ơi. Sao nhìn nó khác quá vậy? Kiểu nó trắng bóc luôn á. Trời ơi, con nhện. Ghê quá à. Các bạn coi cái răng nó kìa. Oh no. Hai bố vệ em. Trời ơi, sao mày xấu vậy? Khoan đã các bạn ơi. Hồi xưa mình cứ tưởng là cái đuôi của nó và nó là một người nha, nhưng mà thật ra đây là hai sinh vật khác nhau.
và con này nó đang cắn đít con này. Oh my god. Sự thật nổ não các bạn ơi. Mình nghĩ điều đầu tiên chúng ta làm á, đó chính là làm cái trang trại cái đã. Mình có một ít đất dầu nè các bạn. Mình nghĩ là chúng ta nên tách nó ra một chút ha. Tại vì hồi xưa người ta bảo rằng á, nếu như mà đất các bạn trồng mà nó sát nhau quá thì nó sẽ hút dinh dưỡng lẫn nhau á. Còn thế nào mình có thể thu thập được tất cả những cái hạt giống này. Đây là cà rốt nè, dưa hấu nè. Đây là cái quả gì đây? Sao nhìn như chữ giống trái cà tím bị héo vậy? Cái này là gạo, có gạo luôn hả? Vâng, đây là ước mơ của mọi người châu Á các bạn à. Mình sẽ đi khắp thế giới và thu thập toàn bộ đồ ăn. Ngoài ra chúng ta có thể làm nhạc cụ cái thứ đồ. Khi mà bạn thực hiện được tất cả những cái dụng cụ này thì chúng ta có thể đạt đến đỉnh cao trình độ âm nhạc. Đó chính là Sơn Tùng. Đó, à, có rượu quá nè. Tuyệt vời. Hướng dẫn giàu quá, không đọc đâu, mệt quá. Cái này là cái hồ chứa nè. Để chúng ta ngâm nho hay gì đó để cho lên men á mọi người. Trời ơi, cái mỏ nó kìa. Nuôi thằng này chắc tốn cơm dữ lắm. Alright, làm cái đồ ngâm rượu coi. Nó khá là kỳ cục khi mà thứ đầu tiên mình làm đó chính là một cái đồ để uống rượu. Well, mình uống mỗi ngày mà đâu có nghiện đâu. Mà sân nhà của tôi nhìn từ ngoài vô giống như có bàn tài vậy nè. Yay, một cái đồ đựng. Ồ, tuyệt vời chưa. Xong nhiệm vụ đầu tiên nè. Đó, các bạn thấy mình giỏi chưa. Sau đó chúng ta sẽ, đây là cái gì đây? Một cái, mình không nhìn không ra luôn á. Đây là cái gì? Cái chân vịt ha. Wow, cái công thức này khó kiếm quá ta. Nói chung là chúng ta sẽ còn rất là nhiều sắt á. Mà trước tiên chúng ta sửa xong cái nhà cái đã mọi người. Có một nơi dung thân cái đã. Oh no, hình như ngu rồi, bây giờ sao lên đây? Thằng nó xây trong nhà ngu vậy nè. Đây là sự xúc phạm cho mọi kỹ sư. Ủa mà sao mấy cái này nó không lớn được ta? Nãy giờ mà 0% à. Nhưng mà dù sao thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều đá đó mọi người. Nói chung là chúng ta phải đi mò thôi, kiếm kim loại. Nhưng mà đồ ăn đâu? Để mình kiếm mấy con này mình đấu với nó. Kiếm ít thịt coi. Đúng rồi. Sổ nó đi cưng, cho nó biết ai là ông chủ ở đây. Cắn mày nè thằng nhóc. Bộ láo. Ôi thằng này mạnh thế. Máu rất là trâu luôn á, mặc dù mình hơn level nó. Mà đối với mình được có 2 trái thương à. Cắn nó tiếp. Tướng một chiêu xào hoài mọi người. Vô, sợ cái chó gì. Cắn mày tiếp. Trời, nó lấy đá, nó đập đầu mình kìa. Nó mất dậy. Cắn mày tiếp. Không thua được. Wow. Thua được đấy mọi người ơi. Không có thua được. Không có thua được. 4%. Đừng. No. Mày khốn kiếp. Bố mày chơi tay không mày luôn. Mệt mày quá. Mày dám đánh Pokemon dễ thương của tao. Mày được lắm. Tao giỡn với cua nhưng mà mày khiến tao thèm cua đó thằng khốn. Mày lại đây. Lão. Ủa sao không có đồ ăn? Hay là chỉ có những loài chim gà mới có đồ ăn? Mày sao? Có đồ ăn không? Các bạn ơi, chỉ có gà mới ăn được thôi, còn mấy con cua ăn không được. Để thôi, để mình đi chết đi, chứ đồ ăn bây giờ không có đủ. Trời ơi, cái con sư tử ở đâu? Đây là con bò mà. Mày có ba cái đuôi cưng phết, giống như sự kết hợp hoàn hảo giữa ba sinh vật khác nhau vậy đó. Mà cái đuôi của nó còn có nọc độc nữa kìa. Nếu như mình phải chết thì mình sẽ chết với tay con này đi, cho nó ngầu phải không? Tự nhiên tôi bị té gãy chân chết thì hèn lắm. Tôi phải bị giết bởi cái con tên gì? Torosu. Ngon nhào vô. Sao mày chạy? Ủa nhìn bự đùng mà sao hèn cái vậy? What the hell man? Thiệt đúng hả? Làm ơn. Đồ tao chắc. Tao mong là mày có thể đưa tao một cái chết thanh thản, đừng tao thất vọng. Ô, nó còn mạnh hơn cái con hồi nãy nữa. Wow. Alright, và đây là Minecraft vua đầu bếp tập thứ nhất. Và nếu như các bạn thích video này đừng quên lại cho mình một like, share, subscribe nha. Và mình hứa sẽ ra video mỗi ngày mình chơi đến khi nào mà chúng ta hoàn thành được tất cả nhiệm vụ trong này, như là nấu rượu, nấu đồ ăn, chinh phục Pokemon mạnh nhất thế giới. Đây, vị thần đây nè. Và đừng quên đón xem video ngày mai nha. Bây giờ thì, bye bye.